Chào các bạn, xin giới thiệu với các bạn các huyệt thường dùng trên kinh phế. Huyệt thứ nhất là huyệt trung phủ. Trung phủ là huyệt mộ, phế, hội huyệt của hai kinh thái âm của tay và chân. Huyệt này còn có tên gọi là ương du, ương trung du, long hạ. Vị trí là lấy ở ngoài mạch nhâm sáu thốn trong khoảng liên sườn 2 hoặc là giao điểm của liên sườn 2 và rãnh delta ngực. Giải thích tên gọi của huyệt trung phủ. Theo sách Trung y Cương mục có viết rằng phủ trong tên trung phủ được hiểu theo nghĩa đen là kho tàng, thương khố, là nơi cất giữ tài sản, văn thư và nhiều cống phẩm của triều đình. Đối với nghĩa bóng thì phủ chính là nơi kinh khí hội tụ. Ngầm hiểu huyệt này nằm ở chỗ hội tụ mạch của đường kinh phế bên trong cơ thể con người. Từ trung trong chữ trung phủ là bởi vì huyệt được xác định ở gần giữa ngực, nơi mà thần khí của phế đi qua. Trung ở đây có nghĩa là bên trong, nội bộ. Về tác dụng khi mà châm vào huyệt trung phủ thì có tác dụng là thanh tuyền thượng tiêu, sơ điều phế khí, dùng để điều trị ho hen, đau tức ngực, đau bả vai. Huyệt thứ hai là huyệt xích trạch. Huyệt xích trạch là hợp thủy huyệt của phế. Huyệt này còn có tên gọi là quỷ thọ, quỷ đường. Vị trí là ở nếp gấp khuỷu tay, bờ ngoài của tấm ngân cơ nhị đầu. Giải thích tên gọi của huyệt xích trạch. Theo sách Trung y Cương mục, huyệt nằm ở vị trí trũng, giống như một cái ao. Ao là nghĩa là trạch. Cách làm chỉ cổ tay một xích. Xích là chính là đơn vị đo lường thời xưa. Vì vậy nên là huyệt này có tên gọi là huyệt xích trạch. Tác dụng khi mà châm huyệt xích trạch thì có tác dụng là tiết phế viêm, giáng nghịch khí, thanh nhiệt thượng tiêu, dùng để điều trị khuỷu tay đau nhức hoặc là bị co tay, ho ra máu, hen suyễn, đầy tức ngực, sưng họng, sưng đau thanh quản, co giật, đáy dầm ở trẻ em. Huyệt thứ ba chính là huyệt khổng tối. Huyệt khổng tối này là huyệt khích của phế. Vị trí nằm trên đường nối từ bờ ngoài tấm gân cơ nhị đầu đến rãnh động mạch quay, trên nơi gấp cổ tay bảy thốn. Huyệt nằm ở điểm gặp nhau của bờ trong cơ ngửa dài và bờ ngoài của cơ gan tay lớn. Giải thích về tên gọi của huyệt khổng tối. Huyệt có tác dụng là thông lên mũi hay là tị khổng, làm tuyên thông phế khí. Vì vậy là dùng để điều trị các cái chứng bệnh ở tị khổng hay là điều trị chứng bệnh ở mũi ấy. Vì vậy nên còn có gọi tên gọi là huyệt khổng tối. Theo giải thích này là theo sách Trung y Cương mục. Về tác dụng khi mà châm vào huyệt khổng tối thì tác dụng là nhuận phế, chỉ huyết, thanh nhiệt giải biểu, điều dáng phế khí, dùng để điều trị đau mặt trước ngoài cẳng tay, ngón tay co duỗi khó, ho ra máu, hen suyễn, sốt không ra mồ hôi, đau họng, khàn tiếng hoặc là mất tiếng. Ở huyệt thứ tư là huyệt liệt khuyết. Về tác dụng về huyệt liệt khuyết chính là lạc huyệt của phế, là huyệt giao hội của nhâm mạch với kinh phế. Ở huyệt này còn có tên gọi là đồng huyền, uyển lao. Về vị trí huyệt liệt khuyết thì cách nếp cổ tay 1,5 thốn phía ngoài xương quay. Giải thích tên gọi của huyệt liệt khuyết. Huyệt liệt khuyết là huyệt thứ 7 của kinh phế. Liệt có nghĩa là trạng thái bị phân kỳ hay là tách ra. Khuyết chính là cái chỗ mất đi, thiếu đi, nơi mà có chỗ lõm hay là khe trống. Huyệt này nằm ở vị trí cổ tay, nơi mỏm xương quay hình tâm, nơi mà có chỗ lõm được xem là lỗ hổng khuyết ở tay, nơi của thái âm thủ kinh phế. Từ vị trí đó có một cái nhánh tách ra với lại thủ kinh đại trường dương minh, vì thế mà nên có tên gọi là liệt khuyết. Hay là theo Trung y Cương mục, liệt có nghĩa là tách ra, khuyết có nghĩa là chỗ lõm. Huyệt nằm ở ngay trên cổ tay, nơi có chỗ hõm. Huyệt là huyệt lạc của phế kinh. Từ vị trí này có một nhánh tách ra nối với lại kinh đại trường, do vậy mà có tên gọi là liệt khuyết. Về tác dụng khi mà châm huyệt liệt khuyết thì có tác dụng là tuyên phế khu phong, sơ thông kinh lạc, thông điều nhâm mạch, dùng để điều trị các cái chứng đau xương cổ tay, ho, đau ngực, cảm cúm, viêm khí quản, tiểu khó và các cái bệnh ở cổ gáy. Huyệt thứ năm là huyệt kinh cừ. Huyệt này là chính là huyệt kinh kim huyệt của phế. Về vị trí, huyệt ở trong rãnh động mạch quay, trên nếp cổ tay một thốn. Giải thích tên gọi kinh cừ.
từ kinh có nghĩa là đường đi thông lộ, hay là gọi là trong cái cụm từ là sở hành vi kinh ấy. Cừ có nghĩa là nước kênh hay ngòi. Cái huyệt này là nơi mà khí huyết của phế kinh trôi chảy rót vào trong đường kinh nên họ gọi là huyệt kinh cừ. Về tác dụng, khi mà châm huyệt kinh cừ thì điều trị chứng sưng đau cổ tay, viêm khí quản, ho, đau họng, đau ngực, xuyễn, sốt không ra mồ hôi. Tiếp đến là huyệt Thái Uyên. Thái Uyên là du thổ huyệt của phế, nguyên huyệt của phế, hội huyệt của mạch. Huyệt này có tên gọi là còn có tên gọi khác là Thái Tuyền, Quỷ Tâm. Ở vị trí của huyệt Thái Uyên chính là ở rãnh của động mạch quay, nằm ở trên nếp gấp cổ tay. Về giải thích tên gọi, huyệt nằm ở chỗ lõm. Chỗ lõm thì tính là từ Thái, hay gọi là Thái đấy. Nhưng mà cái và nó như một cái hố sâu hay chính là uyên ở phía ngoài trên làn chỉ cổ tay gần chỗ xương quay. Có khi mà khi hơi gấp bàn tay về phía cẳng tay ấy, nên còn được gọi có tên là Thái Uyên. Về tác dụng khi mà châm huyệt Thái Uyên thì có tác dụng là khu phong hóa đờm, lý phế chỉ khái, thanh tập phế khí ở thượng tiêu, dùng để điều trị đau khớp cổ tay, đau cánh tay, cẳng tay, đau vai, có kèm theo đau ngực, ho hen, đau họng. Tiếp đến là huyệt Ngư Tế. Ngư Tế chính là huỳnh hỏa huyệt của phế, vị trí là lấy chỗ tiếp giáp giữa da gan và da lưng bàn tay, nằm giữa chiều dài của xương bàn ngón một. Giải thích tên gọi đơn giản được hiểu như sau: ngư có nghĩa là cá, tế có nghĩa là lề bờ, lề hay bờ. Huyệt này nằm ở điểm giữa chiều dài của xương bàn tay một, vị trí giáp danh nhau giữa vùng da trắng và vùng da đỏ. Sự nhô lên của bắp thịt ở đây thì nó khá tương tự như bụng của con cá nên huyệt này có tên gọi là Ngư Tế. Về tác dụng khi mà châm vào huyệt Ngư Tế thì dùng để điều trị đau tại chỗ, ngoài ra còn điều trị các chứng như là ho, ho ra máu và sốt, đau đầu, đau họng. Tiếp đến là huyệt Thiếu Thương. Huyệt Thiếu Thương chính là tỉnh mục huyệt của phế, huyệt này còn có tên gọi là Quỷ Tín. Về vị trí nằm ở chỗ chỗ gặp nhau của đường tiếp giáp da gan tay và lưng bàn tay, phía ngoài ngón tay cái và đường ngang qua gốc móng tay cái. Về giải thích tên gọi, thiếu có nghĩa là nhỏ bé, non nớt, nguyên sơ. Từ thiếu cũng được sử dụng để đặt tên cho nhiều huyệt nằm ở các vị trí đầu ngón tay. Từ thương, trong thang âm cổ ngày xưa thì từ thương chính là một một trong số 5 nấc thang. Còn xét theo ngũ hành, từ thương thì thuộc về hành kim, về ngũ tạng là tạng phế. Từ vậy nếu là thương đây có nghĩa nó hiểu là phế quản. Như vậy thiếu thương chính là âm cao của phế quản và cũng là huyệt đạo cuối cùng của đường kinh phế. Đây chính là vị trí mà kinh khí ít dư thừa sụt thừa nhất. Xét theo ngũ du huyệt, huyệt thiếu thương là huyệt tỉnh của đường kinh phế, là nơi kinh khí xuất ra, do đó mới có tên gọi như vậy. Về tác dụng khi mà châm vào huyệt thiếu thương thì có tác dụng là thông kinh khí, thanh phế nghịch, nội yết, sơ tiết hỏa xung nghịch, dùng để điều trị sưng đau tại chỗ, ho khí nghịch, các cái chứng trúng phong, sốt cao, hôn mê, co giật, đau họng, sưng hàm, sưng lưỡi hoặc là chảy máu cam. Ở trên đây mình giới thiệu các bạn các huyệt của đường kinh phế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.